từng giành nhiều huy chương vàng bộ môn pencastilat trong nước và quốc tế. Huy chương vàng Đông Nam Á 2013. Huy chương vàng Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 7 năm 2014. Huy chương bạc pencastilat SEA Games 28 2015. Anh là vận động viên Nguyễn Thái Linh. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Net Việt Story. Thưa quý vị, lúc này thì tôi đang có mặt tại Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao Quốc gia và nhân vật đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay đó là vận động viên pencastilat Nguyễn Thái Linh. Trước tiên xin được cảm ơn Thái Linh đã dành thời gian cho chương trình Net Việt Story ngày hôm nay. Vâng, em chào anh và xin gửi lời chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Net Việt Story. Để bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay thì tôi phải hỏi Thái Linh là cái cơ duyên nào đưa bạn đến với bộ môn pencastilat? Thực ra nói cơ duyên thì cũng là do là ngày xưa là em từ bé em rất là yêu thích võ, và khi mà được bố mẹ mà đưa đi tập võ ấy, thì là mình đi đăng ký tập võ, thì lúc đấy ở dưới Quảng Ninh là cũng không có một môn võ nào cả, chỉ có môn silat. Trong đầu thì mình cũng chưa hình dung ra môn silat là môn như nào. Nhưng mà trong quá trình tập luyện và được sau đó là tìm hiểu thì dần dần càng tập thì càng thấy yêu môn silat, và từ đó là đến bây giờ là em vẫn tiếp tục theo đuổi môn silat. Yêu thích silat ngay từ nhỏ mà cũng không định hình được nó là cái bộ môn võ như thế nào, đúng không? Vậy thì trước đó thì là mình có theo một cái bộ môn võ thuật nào khác không? Trước khi tập silat thì em cũng không theo một môn nào cả. Vào tập và từ kỹ thuật cơ bản cho đến từ khi tập phong trào đến khi vào năng khiếu và lên đến đỉnh cao thì em đều thì đi theo môn silat và không theo tập môn nào khác cả. Có một cái điều gì đó từ bộ môn pencastilat mà khiến Thái Linh khi tập lại yêu thích nó ngay? Trong quá trình tập luyện thì mới tập kỹ thuật cơ bản thì cũng đều có kỹ thuật đấm và kỹ thuật đá. Nhưng mà ở môn silat thì em yêu thích nhất bởi vì có một cái kỹ thuật đánh ngã rất là khéo léo, và để thực hiện được kỹ thuật đấy thì rất là khó và đòi hỏi sự tập luyện rất là lâu thì mới thực hiện được kỹ thuật đấy. Thì đấy là một cái điểm mà em cảm thấy nó khác biệt hoàn toàn so với các môn khác. Nói về cái sự khác biệt thì tôi được biết là pencastilat nó xuất phát từ đất nước Indonesia này. Vậy thì nói về một cái sự khác biệt giữa pencastilat của Việt Nam và các nước thì nó có một cái sự khác biệt nào không nhỉ? Điểm khác biệt lớn nhất về cái phong cách thi đấu môn silat của các vận động viên Việt Nam so với các nước khác ấy, thì đó là về sự khéo léo và thực hiện các kỹ thuật điển hình, đấy là kỹ thuật đánh ngã. Thì hầu hết các vận động viên Việt Nam mà khi lên trên đội tuyển để tập luyện và thi đấu thì ban huấn luyện ở trên đội tuyển, các thầy đều đầu tư cho bọn em kỹ thuật đánh ngã rất là nhiều và tập đầu tư rất là kỹ cho các kỹ thuật đấy. Vì thứ nhất nó là kỹ thuật mà mang lại nhiều điểm nhất ở trong môn silat, và nó cũng là kỹ thuật khó nhất và đa dạng nhất ở trong môn silat. Thì các vận động viên Việt Nam thì làm rất tốt ở cái điểm này. Khi lên thi đấu thì thực hiện các kỹ thuật đánh ngã và độ khéo léo di chuyển nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với các vận động viên ở nước khác. Nguyễn Thái Linh sinh năm 1989, trưởng thành từ lò đào tạo Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Ninh. Là người có tố chất chăm chỉ, ham học hỏi, Nguyễn Thái Linh nhanh chóng thể hiện được tài năng của mình bằng việc giành rất nhiều thành tích cao tại các giải đấu trẻ và được gọi lên đội tuyển pencastilat quốc gia từ năm 18 tuổi. Linh là một vận động viên phải nói là rất là đặc biệt trong cái sự tiếp thu động tác, em rất là nhanh nhạy và các xử lý các cái tình huống rất là khéo léo trong cái trận đấu. Đặc biệt Linh có những cái tố chất mà ban luyện cũng đánh giá là em rất là trong các cái chiến thuật kỹ thuật, mỗi trận đấu mỗi đối thủ em đều thay đổi được. Đấy là không những rất ít vận động viên có cái tố chất đấy. Nhờ sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, Thái Linh nhanh chóng thể hiện được tài năng của mình với pencastilat và nhận được nhiều tình cảm và sự cổ vũ của thầy cô giáo, bạn bè và những người mến mộ. Đó cũng chính là động lực để anh từng bước khẳng định mình. Tại giải vô địch pencastilat Đông Nam Á, giải tiền SEA Games 27 tổ chức tại Myanmar năm 2013, Nguyễn Thái Linh đã giành huy chương vàng ở hạng cân 55 đến 60 cân. Mới đây nhất là huy chương bạc cho Việt Nam tại SEA Games 28.
Tôi được biết thì với bất kỳ một bộ môn võ thuật nào hay là một bộ môn thể dục thể thao nào cũng vậy, nó cũng phải có một cái chế độ tập luyện riêng. Vậy thì với Pencastilat thì để chuẩn bị cho một cái giải thi đấu trong nước cũng giống như quốc tế thì cái chế độ tập luyện của các bạn như thế nào? Bình thường về trong quá trình tập luyện bình thường thì bọn em sẽ tập một ngày 3 buổi. Đó là một buổi sáng sớm và một buổi sáng chính và một buổi chiều chính. Nhưng mà trong quá trình chuẩn bị thi đấu thì bọn em sẽ tập thêm một buổi, đó là vào buổi tối, thì là sẽ bồi dưỡng và nhiều về tư duy kỹ thuật và chiến thuật để thi đấu. Khối lượng thì chắc chắn là khi mà vào chuẩn bị vào giải thì chắc chắn nó sẽ tăng lên, nhưng mà sẽ có thêm một buổi để bọn em bồi dưỡng thêm về tư duy chiến thuật để thi đấu. Tôi thấy là gần như là các vận động viên thì hay bị chấn thương khi tập luyện lắm. Không biết là với Tài Linh thì mình có hay gặp chấn thương không? Hầu hết là các vận động viên các môn võ vì là đối kháng trực tiếp cho nên là gần như là trong quá trình tập luyện và thi đấu là bọn em gọi là ăn ngủ cùng chấn thương ấy, vì phải khắc phục rất là nhiều. Khi mà để mà có kết quả lên được đỉnh cao thì hầu hết là các vận động viên đều phải có chấn thương ở trong người. Tuy nhiên là nó tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ khác nhau. Và trong quá trình thi đấu thì như ngay cả bản thân em thì cũng phải khắc phục rất là nhiều chấn thương. Đến khi mà để trong quá trình tập luyện mặc dù có bảo hộ, đồ bảo hộ ấy, nhưng mà không tránh khỏi chấn thương. Đến khi mà lên thi đấu thì đa phần hầu như là chấn thương chân và tay rất là thường xuyên. Nên là vẫn phải tự khắc phục ạ. Khi mà gặp phải chấn thương như vậy, mà ví dụ như là chuẩn bị đến một cái kỳ SEA Games sắp diễn ra rồi mà mình bị chấn thương thì mà mình lại phải không tham gia được cái kỳ SEA Games đó, thì với bạn thì bạn thấy như thế nào? Bản thân em có một kỷ niệm là năm kỳ SEA Games 27 để chuẩn bị cho SEA Games thì còn một tháng nữa thì em bị chấn thương, phải mổ và không tham dự được kỳ SEA Games đó, thì cảm thấy rất là buồn nhiều lắm, vì mình đã phấn đấu tại vì 2 năm mới có một lần và để cạnh tranh cho như môn của em thì phải cạnh tranh thì mới được, có nghĩa là trong quá trình tập luyện thì tập luyện và thi đấu thì mình đều phải cạnh tranh với đối thủ cùng hạng cân của mình để được một suất tham dự thi đấu, mà đến khi mà mình được tham dự thi đấu rồi thì mình lại bị chấn thương và không được thi đấu nữa thì cảm thấy rất là thất vọng và buồn nhiều. May là chắc là cũng là vì do đam mê nhiều cho nên là đến SEA Games 28 thì sau một năm sau khi mổ và em cố gắng phục hồi thì cũng tập luyện và quay trở lại tập luyện và cũng may mắn được các thầy tin tưởng nên là giao cho nhiệm vụ cho SEA Games 28 rồi. Tập luyện và thi đấu Pencastilat từ năm 14 tuổi, có những lúc tưởng chừng như sự nghiệp thể thao của Nguyễn Thái Linh phải dừng lại vì những chấn thương. Nhưng với tình yêu, niềm đam mê với môn võ Pencastilat, cộng với sự động viên, hậu thuẫn lớn từ gia đình giúp Thái Linh tự tin và vững bước theo đuổi đam mê của mình. Mỗi lần bước ra đấu trường, chàng trai đất mỏ Thái Linh đều tạo cho khán giả những ấn tượng tốt với phong thái điềm tĩnh, cương nghị và khiêm tốn. Chắc chắn, cùng với sự nỗ lực không ngừng của chàng trai trẻ đất mỏ, chúng ta hy vọng Thái Linh sẽ đóng góp được nhiều hơn nữa cho Pencastilat nước nhà. Trong các cuộc thi đấu về bộ môn Pencastilat của Việt Nam trên đấu trường thế giới, thì Việt Nam cũng đã giành rất là nhiều những cái huy chương vàng về cho nước nhà rồi. Và nếu mà như nói và hỏi một chút về cái đất nước, mà trong cái quá trình mà thi đấu của các vận động viên Việt Nam thì cái đối thủ nào là đáng gờm nhất mà Việt Nam mình phải dè chừng? Thực ra thì tất cả các nước mà khi tham gia thi đấu môn Silat mà được tuyển chọn từ đất nước của họ mà để được đi thi đấu thì hầu như họ đều thi đấu rất là tốt. Nhưng mà về mặt bằng chung thì tất cả các nước thì đều phải, có nghĩa là đều phải học theo Indo. Bởi vì họ là đất nước mà mang cái môn Silat ra thế giới, và đất nước Việt Nam cũng là một nước mà học từ người Indo để lấy Silat của Indo về Việt Nam và áp dụng cho người Việt Nam để mà thi đấu, thì tất cả các nước trên thế giới đều phải nể Indo một phần, bởi vì họ là một đất nước mà mang nền tảng cho đất nước khác học hỏi.
Trong quá trình tập luyện thì bọn em là những thế hệ tiếp theo thôi, nhưng mà thế hệ từ thế hệ trước, từ thời các thầy như thầy Ngọc Anh hay thế hệ thầy Hùng hay là thầy chị Ngà hay là chị Mùi, những người mà đã từng thi đấu mà rất thành công ở môn Silat thì đã có rất nhiều kinh nghiệm, và hiện tại thì các thầy cô đều đang dẫn dắt ở các địa phương hay là cũng ở trên đội tuyển, thì đã truyền lại thụ lại những kinh nghiệm mà rất là quý báu mà khi mà thi đấu. Và thực sự ra thì đúng là người Việt Nam mình đã áp dụng và chơi Silat rất là tốt, đặc biệt là về thực sự ra thì về kỹ thuật đánh ngã thì hầu hết các nước bây giờ đều phải công nhận là Việt Nam kỹ thuật đánh ngã đều là tốt nhất. Xin hỏi Thái Linh một chút là trong việc thi đấu pencak silat thì cái sở trường của Thái Linh là gì? Trong quá trình tập luyện thì em đã thay đổi rất là nhiều phong cách thi đấu để nó phù hợp. Nhưng mà em nghĩ là em có đòn sở trường tốt nhất đó là kỹ thuật đánh ngã. Khi mà thực hiện kỹ thuật đánh ngã thì yêu cầu vận động viên rất nhiều yếu tố như là sức mạnh, sự va chạm hay là về thời điểm để vào đánh ngã. Vậy khi mà tập luyện được kỹ thuật này thì yêu cầu vận động viên tập luyện ít nhất phải từ 3 năm đến 4 năm, nếu mà theo con đường từ cơ bản vào thì phải học tất cả các kỹ thuật cơ bản như đấm đá hay đá thẳng, đá ngang, kỹ thuật quét, kỹ thuật gắt kéo, rồi được kỹ thuật đánh ngã. Vì đây là kỹ thuật mang lại số điểm tối đa và đòi hỏi khi mà mình va chạm mà mình thời điểm không hợp lý thì rất dễ gây đến chấn thương. Trong bộ môn pencak silat thì đã có rất là nhiều những đàn anh, đàn chị, các bậc cha chú đi trước này đã rất là thành công, và không biết là Thái Linh thì cũng là một cái thế hệ sau đi theo bộ môn pencak silat, thì mình có thần tượng một ai đó và lấy đó là một động lực để cho mình phấn đấu theo đuổi cái niềm đam mê của mình. Ngay từ khi mà bước vào tập luyện thì silat ấy và tìm hiểu về nó thì ở địa phương em có một người chị, đó là chị Lê Thị Hằng, thì ở Quảng Ninh. Thì đấy là người mà khi mà em bước vào tập và em lấy đấy là mục tiêu phấn đấu của mình, bởi vì thành tích của chị cũng rất là đáng nể, 3 lần vô địch thế giới và 3 lần vô địch SEA Games. Sau đấy thì trong quá trình tập luyện và được đi thi đấu thì em được biết thêm một người nữa, đấy là thầy Ngọc Anh, thầy hiện đang là vụ phó. Thì trước là thầy cũng tập silat và thầy thi đấu silat, và em được tập luyện, được tập trung đội tuyển và được nghe về tư duy chuyến thuật, về cách chỉ đạo và các tư duy chuyến thuật của thầy thì em cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Dự định cái mong muốn của Thái Linh sẽ là gì cho cái khoảng thời gian sắp tới với bộ môn pencak silat và với cái niềm đam mê của mình? Em sẽ cố gắng thứ nhất là phải thay đổi màu huy chương SEA Games của mình. Cố gắng sưu tập đủ bộ huy chương cho mình, và khi mà kết thúc sự nghiệp thi đấu thì em rất muốn là được tiếp tục theo đuổi đam mê của mình bằng cách là được lên huấn luyện và đào tạo các vận động viên và các thế hệ tiếp theo ở địa phương của mình. Một lần nữa rất là cảm ơn Nguyễn Thái Linh ngày hôm nay đã dành thời gian cho chương trình NetViet Story và chia sẻ cho khán giả truyền hình được hiểu hơn về bộ môn pencak silat. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta đã được trò chuyện cùng với vận động viên Nguyễn Thái Linh với niềm đam mê pencak silat của mình, và hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay đã để lại cho quý vị và các bạn nhiều ấn tượng. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.